các bạn đã đến với chuyên mục Sức khỏe của Chiếm Tà Mobile. Theo một số thống kê mà anh đã tìm hiểu thì Việt Nam có khoảng 12 triệu dân, chiếm khoảng 10% dân số Việt Nam đang mắc chứng bệnh cao huyết áp. Vì vậy, máy đo huyết áp là một cái thiết bị cực kỳ quan trọng giúp chúng ta đo được chỉ số huyết áp và theo dõi được tình trạng sức khỏe của mình. Và với việc lựa chọn chiếc máy đo huyết áp có độ chính xác cao, bền và chất lượng là một điều vô cùng cần thiết. Và với một chiếc máy không những đo được chỉ số huyết áp mà còn có thể đo được nhịp tim, còn có thể mô phỏng được giọng nói giống như của con người, phân tích, đánh giá kết quả đo của mình rất là dễ dàng sử dụng và theo dõi được tình trạng của sức khỏe của mình trong một cái quá trình. Thì chỉ có ở chiếc máy đo huyết áp điện tử Andon. Bây giờ anh sẽ tiến hành mở hộp xem bên trong nó bao gồm những gì nha. Bao gồm một máy đo huyết áp, một cái túi hơi và dây ống hơi cùng với 4 viên pin, một tờ hướng dẫn chúng ta sử dụng và chống chỉ định cũng như là chỉ cho chúng ta cách bảo quản tư thế để đo, và một cái catalog. Và như các bạn quan sát thì máy đo huyết áp này có một kích thước rất là gọn nhẹ, nó được làm bằng nhựa và phía trên được tích hợp một cái màn hình hiển thị đồng hồ đo LCD với cái độ phân giải cao và phông chữ rất là to. Ngay cả khi trong đêm tối thì những người giảm thị lực và những người cao tuổi cũng có thể đọc rõ được kết quả đo của mình. Và kế bên màn hình là tích hợp hai nút, một nút là để chúng ta hiển thị lại bộ nhớ. Thì máy nó có một bộ nhớ lưu lại được 60 lần đo của mình. Khi chúng ta đo đến lần 61 thì mặc định 60 lần kia sẽ bị xóa và nó sẽ bắt đầu lưu trữ lại từ đầu. Và nếu mà chúng ta muốn chủ động xóa thì chúng ta chỉ cần nhấn giữ 3 giây thì nó sẽ tự động xóa sau một âm thanh. Và phía dưới là nút để chúng ta đo cũng như là kết thúc phần đo của mình. Và phía dưới hai nút này nữa là một phần lo. Lo này sẽ giúp phát ra âm thanh để mô phỏng giọng nói của người giống như lúc nãy anh vừa nhắc tới. Và bên đây là cái đơn vị chỉ số để chúng ta biết là huyết áp cao hoặc là huyết áp ổn định với 4 màu sắc: xanh, vàng, cam và đỏ. Xanh là cái vùng huyết áp chúng ta ổn định và hợp lý. Còn màu vàng, cam, đỏ là thể hiện huyết áp chúng ta đang tăng cao. Từ vàng đến đỏ là tăng cao dần. Và phía dưới là thể hiện nhịp tim. Khi mà anh dịch ra thì nó có từ xung. Xung có nghĩa là cái chỉ số nhịp tim của mình. Và bên hông của máy đo huyết áp có một cái cổng. Cổng này để kết nối với ống hơi. Và phía sau nó cũng có một cái cổng để chúng ta kết nối với nguồn điện trực tiếp dương trong 6V với dòng điện DC. Và các bạn nên lưu ý là không được nhầm lẫn giữa hai cổng này vì nó có kích thước hình như là gần bằng nhau. Nhưng mà đừng nhầm lẫn nha các bạn. Đây là cổng kết nối ống hơi và đây là cổng để kết nối nguồn điện trực tiếp. Để kết nối nguồn điện trực tiếp thì chúng ta phải cần có một bộ dây nguồn. Nhưng mà lúc nãy anh mở hộp thì chúng ta không có thấy cái bộ dây nguồn đâu cả. Và anh đã đi tìm hiểu thì đã biết là nhà sản xuất đã cắt bớt bộ dây nguồn và khuyến khích chúng ta nên sử dụng bằng pin để tăng độ an toàn cũng như là dễ dàng phân chuyển đi xa. Và chúng máy này chúng ta sử dụng bằng 4 viên pin AA. Và cũng là một cái khuyết điểm của máy này là nó không có hiển thị được dung lượng pin, cho nên là chúng ta không có biết là sử dụng đến khi nào và mấy lần thì hết pin. Nhưng mà anh nghĩ cái vấn đề đó cũng không quá khó khăn đâu. Và tiếp theo đi kèm đó là một cái ống hơi lúc nãy anh nhắc tới để kết nối với máy đó. Thì ống hơi này được làm từ silicon cũng rất là mềm mại và nó được kết nối đính luôn với cái túi hơi. Và túi hơi này được làm từ cao su đan với ni lông kết hợp với GB tổng hợp ni lông thì giúp cho chúng ta cái cảm giác rất là mềm mại, thoải mái, vừa vặn khi đeo, không có tạo cho chúng ta một cái áp lực mà chúng ta khi đo. Độ chính xác thuật toán đo đã được đánh giá đạt tiêu chuẩn AAMI SP10 ISO 810602 vào năm 2009 của châu Âu và Mỹ. Và máy đo huyết áp Andon này đã được trang bị một cái chip vi điều khiển thông minh microcontroller hoạt động ổn định với thuật toán loại sóng con, đảm bảo được độ chính xác của phép đo cho kết quả đúng và chuẩn nhất. Và để xem coi cái máy này nó đo chuẩn như thế nào thì anh sẽ tiến hành tự đo huyết áp của bản thân để cho các bạn thấy được độ chính xác của nó nha.
Và để biết coi máy Andon này nó có chính xác hay không thì chúng ta phải cần có một cái gì đó để làm chuẩn. Thì theo anh được biết thì Andon là một cái thương hiệu sản xuất máy đo huyết áp chuẩn nhất thị trường hiện nay rồi, cho nên anh sẽ sử dụng một chiếc máy có thương hiệu Andon để đo và lấy chỉ số đó làm chuẩn. Sau đó anh sẽ đo bằng máy Andon mà anh vừa giới thiệu cho các bạn và lấy chỉ số đó xem coi nó có chênh lệch quá nhiều so với chiếc máy Andon này không. Và anh có một số cái lưu ý trước khi các bạn đo huyết áp. Thứ nhất là chúng ta phải tránh hút thuốc hoặc là vận động quá sức trong vòng 30 phút trước khi chúng ta đo huyết áp. Và thứ hai là tư thế đo chính xác nhất của chúng ta là ngồi và túi hơi phải được gắn ở phần cánh tay ngang vị trí tim. Và một số bệnh nhân có bất tiện khi ngồi và phải đo tư thế nằm thì yêu cầu cánh tay phải để thẳng và ngang với vị trí tim. Lưu ý tiếp theo là chúng ta không được nói chuyện, không di chuyển cánh tay vào cơ thể khi đo, nên đo ở trạng thái yên tĩnh và mỗi lần đo phải duy trì ở cùng một tư thế. Và lưu ý cuối cùng là mỗi lần đo cho một người chỉ nên thực hiện 3 lần và kết quả chính xác là trung bình 3 lần đo. Và khi đo liên tục, chúng ta cần nới lỏng túi hơi ra khỏi cánh tay ít nhất một lần, một phút và sau đó chúng ta tiếp tục đo. Bây giờ mình sẽ tiến hành đo bằng chiếc máy Andon để lấy chỉ số chuẩn trước. Đây là nhịp tim, còn đây là hai chỉ số cao và thấp của mình. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành đo bằng máy Andon và anh giới thiệu cho các bạn. Đầu tiên các bạn cắm ống hơi, nói ống hơi vào máy nha. À, mình đeo túi hơi vào tay của mình. Các bạn nhớ đeo theo chiều mũi tên này nhé. Và bây giờ mình tiến hành đo, thì đây là nút đo, mình nhấn một lần vào nó và trước khi nó đo nó sẽ hiển thị màn hình như vậy và sau đó nó sẽ hiển thị lịch sử lần gần đây nhất mình đo và phân tích, sau đó nó sẽ đo cho mình. Và các bạn hãy quan sát trên màn hình hiển thị, nó có hai con số, chỉ số cao và chỉ số thấp cùng với nhịp tim của anh nha. Và đây là số lần mà mình đo. Và ngoài cái mình quan sát và mình tự phân tích huyết áp của mình có ổn định hay cao hay thấp hay không thì mình còn có được hỗ trợ một cái giọng mô phỏng âm thanh giống như con người. Thì lúc nãy á, là ảnh có nghe một âm thanh tiếng Trung thì nó cũng là một cái khuyết điểm của máy đo huyết áp này. Nếu mà nó là tiếng Việt thì hay biết mấy. Và do cơ địa của mình ở mọi thời điểm sẽ khác nhau cho nên là chỉ số đo huyết áp nó sẽ có phần chênh lệch đôi chút, không thể nào chuẩn xác 100% được, cho nên là các bạn không phải quá bận tâm. Và để xem cái lịch sử của máy này, chúng ta chỉ cần nhắm ở nút bộ nhớ, nó sẽ hiển thị ở cái lần gần đây nhất và nó sẽ mỗi lần nó đều phân tích cho các bạn mỗi chỉ số kết quả ở ngay thời điểm đó và thời gian mà chúng ta đo. Đó, đây là lần thứ nhất, là lần gần đây nhất của mình á. Nó sẽ hiển thị càng ngày càng về xa hơn. Đó. Đó. Và đây là lần đầu tiên mà mình đo càng ngày càng về trước đó các bạn. Anh nghĩ cái máy đo huyết áp này rất là phù hợp với bậc phụ huynh, người cao tuổi vì ai cũng có thể sử dụng được, vì nó rất là dễ dàng sử dụng cũng như là tính an toàn tuyệt đối của nó. Ngoài ra giá thành lại rất là phải chăng, vừa túi tiền với tất cả mọi người, ai cũng có thể trích một phần nhỏ để mua làm một món quà ý nghĩa để tặng cho ông bà cha mẹ của mình. Và chắc chắn sau lần này thì anh cũng sẽ mua một chiếc máy này về tặng cho ba mẹ của mình để ba mẹ có thể theo dõi được chỉ số huyết áp và tình trạng sức khỏe của mình tốt hơn. Và hiện tại trên thị trường rất là nhiều loại máy đo huyết áp, nhưng mà anh khuyên các bạn hãy nên mua thử nó một lần nghe đi, vì nó rất là đáng mua. Chỉ có tại Chính Tài Mobile, các bạn hãy đến đây trải nghiệm và sở hữu nó cũng như trải nghiệm hàng trăm sản phẩm khác.
hãy like và subscribe kênh Chiếm Tà Mobile các bạn nhé. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong chương mục Sức Khỏe lần sau.